Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình đọc lại những bài sáng tác năm Nhâm Ngũ 1942 của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo sẽ do các độc giảng viên Trần Trung Chiếm, Châu Ngọc Diệp, Bùi Văn Tuấn và Trần Thị Ngọc Bích thành lòng đọc lại. Nam mô A Di Đà Phật. Thập nhị nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất, phát khởi từ màn vô minh mà che lấp bản ngã linh hồn, nên làm cho người phải tâm tối mê sai, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ. Đây là 12 duyên sanh. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh xúc động, xúc động sanh thọ cảm, thọ cảm sanh ái, ái sanh bảo thủ, bảo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử. Đó là 12 duyên sanh. Nó dắt đi từ kiếp này đến kiếp kia không có dứt. Cái vô minh nghĩa là tối tâm mê dốt. Từ hồi vô thị có mê dốt, ta mới hành động, rồi hành động ấy sanh ra môn pháp, nên mới có cái thức biết. Với những loài cây cỏ sắc đá vô tình không biết chi cả, đâu có danh sắc, còn ta là loài hữu tình. Cái biết ấy nên có xác thịt và linh hồn. Danh sắc, xác thịt và linh hồn có thì phải có 6 căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhiễm với 6 trần là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, nên gọi là lục nhập. Có lục nhập mới có tiếp xúc với mọi người và vạn vật, nên gọi là xúc động. Rồi từ chỗ tiếp xúc với thọ hữu của tiền trần, nên gọi là thọ cảm. Có thọ cảm, thọ hữu của tiền trần rồi, mới có cái ưa thích, quyến luyến, thâm tình, nên gọi là ái. Muôn việc chi ở đời, nếu ta yêu thích cái điều đó thì ta phải gắng công gìn giữ chặt chịa, nên gọi là bảo thủ. Mà gìn giữ chặt chịa thì mới có sống, nếu không làm sao mà ta sống, nên gọi là hữu. Rồi cái sống ấy, mất tiếc ấy mới đầu thai trở lại cõi trần đặng hưởng dụng, nên gọi là sanh. Muôn loài vạn vật hễ sanh ra thì lớn, hễ lớn thì sẽ già, bị trong tứ đại đất nước gió lửa làm nên. Nào là tứ thời cảm mạo bất hòa, hễ già thì yếu đau, nếu đau tất phải chết, nên gọi là lão tử. Ấy vậy, cái nghiệp nhân của già chết ấy là tại vô minh mà ra tất cả. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Môn Hoằng Diệt. Nếu ta tìm con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Vô minh bị diệt thì hành diệt, hành bị diệt thì thức diệt, thức bị diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc động diệt, xúc động diệt thì thọ cảm diệt, thọ cảm bị diệt thì ái diệt, ái bị diệt thì bảo thủ diệt, bảo thủ bị diệt thì hữu diệt, hữu bị diệt thì sanh diệt, sanh bị diệt thì lão tử diệt. Ấy là giải thoát vậy. Bạc Liêu, năm Nhâm Ngũ 1942. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đức Phật đối với chúng sanh. Một ông cha ở trong một gia đình vẫn có lòng thương xót hết các con, dù lớn nhỏ, khôn dạy gì cũng vậy. Tại sao? Vì xét ra lớn nhỏ là tại đứa sanh ra trước, đứa sanh sau. Khôn dạy là tại đứa chăm học cùng biến trễ. Chứ cũng đồng là con đều do huyết nhục sanh ra. Vậy bổn phận ông cha thì hết lòng lo dạy dỗ các con, lo lắng cho có gia cư, nghiệp nghề, tài sản để cho con, ruộng đất để cho con. Vậy thì tình thương vẫn đồng, mà cái chỗ âu yếm ban thưởng nhiều khi có khác. Ấy là phải tùy theo mỗi đứa. Tại sao vậy? Vì đứa nào hiếu thuận từ hòa, dễ dạy, dễ biểu, thì ông cha âu yếm hơn đứa ngỗ nghịch, bạo tàn. Với đứa khó dạy thì ông cha chỉ biết than thở mà thôi, chứ không thể âu yếm đặng. Còn đứa nào cần kiệm lo giữ gìn gia sản cha nó, chẳng cho hư hoại, cẩn thận từ ly, dầu lời nói hay việc làm, để bảo tồn danh giá của cha nó, thì cha nó hằng ngày ban thưởng cho nó luôn, chứ không thể ban thưởng cho những đứa quan chơi, tàn phá sự nghiệp, làm những điều điếm nhục gia môn. Những đứa ấy ông cha có thể nén lòng mà rước lấy sự chế nhạo, trách cứ là nhiều lắm rồi, chứ làm sao mà ban thưởng đặng. Cũng mừng tử như trước, hỏi các người: Đức Phật đối với chúng sanh và môn đồ như người cha đối với các hạng con trên đây vậy. Phật cũng yêu hết chúng sanh, dầu kẻ ngu người trí, yêu tất cả môn đồ, dầu kẻ biến nét với kẻ siêng năng. Bởi tạp duyên nghiệp chúng sanh chẳng đồng nhau, tu cao thấp khác nhau, nhưng mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy lòng từ bi của Phật là vì thương xót chúng sanh, lo dạy dỗ chúng sanh. Nhưng mà sự gần gũi và bác phúc huệ vẫn có khác, vì phải tùy theo mọi kẻ tín đồ. Người tín đồ nào hằng ngày vâng lời Phật dạy, ráng lo học hỏi, tìm kiếm đạo màu, quý trọng chuyện lành, thì Phật thường gần gũi hơn đứa đã dạy nhiều lần mà chẳng chịu nghe theo, và thường bác thưởng cho kẻ tín đồ nào quý trọng kinh luật của Phật, chăm lòng giữ theo giới luật, cẩn thận từ lời nói việc làm. Đừng để cho người ta nhạo báng Phật hay chê bai thầy của mình. Còn những kẻ tín đồ dối tu, chẳng vâng lời Phật dạy, chẳng giữ giới luật, thì trên là Đức Phật và dưới là ông thầy của kẻ ấy. Chỉ lấy lòng từ bi mà nhận sự trách cứ của kẻ ngoại đạo, chứ không thể nào mà gần gũi và ban phước huệ cho kẻ chẳng thành tín ghi đặng. Bạc Liêu, ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo: trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Ấy cũng tại sự mê lầm của lục căn mà sai đắm lục trần. Ý thức lầm lạc ấy khiến các trò nhận lấy cái thân ô trượt này là thật, cái cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai. Nào hay thân vô thường tạm mượn do tứ đại hiệp thành, cuộc phú quý tựa đám phù vân. Cái sắc nước hương trời ấy của các trò có khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp, như vậy cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo, nương đèn trí huệ ly xuất phàm trần, chán cảnh phồn hoa tìm nơi tịch tịnh. Nhưng các trò tuy lòng mộ đạo chứ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là vâng lời theo khuôn mẫu.
Vậy quy y đạo Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Chúng sanh tịnh tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đọc lại trong cuốn khuyến thiện. Nhưng thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ba lòng. Hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Đạo Pháp thường hay dùng giới hòa, xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Bạc Liêu, năm Nhâm Ngũ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật là gì? Phật giảng là giác giảng, giác giả là tỉnh giả. Khi Đức Thích Ca thành Phật thì Ngài nói pháp tứ đế mà độ đời trước hơn các pháp, và chỉ con đường trung đạo cho người hành theo. Đường trung đạo của Đức Phật: một, không trưởng dưỡng xác thịt quá ư sung sướng, như ăn nhiều, ngủ nhiều, chẳng lo làm công chuyện, chẳng học hỏi. Vì sung sướng thái quá thì sanh nhiều dục vọng mê đắm, làm cho trí đạo tối tăm, không thể đạt huệ được. Hai, không nên hành xác thịt hay ép xác thịt thái quá, như phơi nắng, dầm xương, bỏ ăn, bỏ ngủ, làm lụng quá sức lực của mình. Vì ép xác quá độ thì hay sinh bệnh hoạn nhiều, người mà đã mang bệnh tật rồi, tinh thần kém cỏi nhọc mệt, trí quá lu mờ, không đủ sức mà học đạo đặn. Nên người biết đạo chẳng ép xác thái quá, mà cũng chẳng để nó sung sướng quá độ, chỉ ăn ngủ có chừng mực, làm việc vừa với sức mình, gìn giữ sức khỏe mới mong học được đạo pháp. Vậy Phật chẳng buộc ai phải ăn ở khổ hạnh, và cũng chẳng biểu ai ăn ở sung sướng, chẳng ép ai ăn chay, chẳng xúi ai ăn mặn, tùy theo trình độ và lòng nhân của mình. Điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Bạc Liêu, năm Nhâm Ngũ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chư Phật có bốn đại đức. Chư Phật có bốn đại đức. Vậy ta niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật, và sáng sức làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như Ngài. Bốn đức ấy là: một, đức từ. Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến, hết lòng dìu dắt dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Hai, đức bi. Nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe
làm điều độc ác để phạm tội thì Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. 3. Đức thiện thường thường âm vui mà làm những việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã. 4. Đức xả ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết hại những ai tối tâm lầm lội, chẳng còn vướng víu chi với cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng luyến ái. Vậy ta niệm Phật phải biết đại đức của chư Phật, và làm sao cho ta có thể đắc được bốn đức ấy? Ta cũng nên bố thí nhẫn nhục trì giới để độ tham sân si. Còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chơn tâm mờ ám. Nên nay hễ thành tâm niệm Phật thì nếu được một niệm Phật, ắt lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trược nhiễm trần ai. Cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Tu thập thiện dứt được thập ác cũng gọi là tịnh tam nghiệp. Bạc Liêu, năm Nhâm Ngũ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ giải về tứ diệu đề. Một, khổ đề gồm các sự khổ trong đời. Hai, tập đề gồm có các tập nhân sanh ra quả khổ. Ba, đạo đề gồm có tám đường chánh. Bốn, diệt đề phương pháp diệt khổ hưởng quả niết bàn. Sơ giải. A, khổ đề. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh trong cõi trần này chịu muôn ngàn điều khổ não kể chẳng xiết, nhưng có thể tóm tắt lại làm tám điều. Vì trong tám điều khổ ấy, nó có thể nảy ra muôn ngàn sự khổ não kia. Một, sự sanh khổ. Vì linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên còn phải đầu thai là con người thế gian. Khi nhập vào thai trong bụng người đàn bà thì phải chịu sự tối tăm cầu túng, chẳng thấy trời trăng, bị bao bọc ràng rịch. Thai nhi bị sự nuôi dưỡng bằng tinh huyết của mẹ. Lúc mẹ đau ốm thì thai nhi yếu ớt. Lúc mẹ làm lụng mệt nhọc, thai nhi chẳng yên. Lúc mẹ đói cơm, thai nhi dường như cái túi bị treo chẳng vững. Lúc mẹ ăn uống no bụng, thai nhi bị sự lấn ép của bao tử và ruột rất nhọc nhằn. Khi đúng ngày giờ phải chung ra cửa sản môn ô uế như hai viên đá ép mình, khi ra khỏi mình mẹ cảm thấy hơi gió cắt da, đau nhức khó chịu, nên cất tiếng khóc để tỏ ý chẳng bằng lòng với cảnh cực nhọc. Xét như vậy nên Phật mới cho sanh là khổ. Mà chúng ta là người học đạo, xét cho chí lý đều cũng phải công nhận sự nhận xét của Phật rất đúng vậy. Hai, sự già khổ. Hễ sanh ra thì lớn, lớn rồi tất phải già. Xét nghĩ trong lúc tuổi xuân xanh, đời sống cứng cỏi, hoạt động hăng hái, đi đứng lẹ làng, nói năng bạc thiệp, xác thịt mạnh mẽ, học hỏi dễ dàng, tỏ tay sáng mắt, thấy biết nhiều điều, ô hô. Mà nay sao lại răng rụng mắt lờ, ù tay chón ốc, da nhăn má kết, gói mỏi lưng khòm, nằm ngồi chậm chạp, đi đứng xéo xiên, uống ăn độ tháo. Bọn trẻ dễ khinh, già đành nhờ cậy, đi tay nương gậy, phế diệt dân quan,
thần hao kém, khí lực hầu tàn, thọt nhớ thọt quên, nhiều khi lầm lẫn. Tóc bạc da mồi lắm điều lao nhọc. Vậy nên Phật mới cho sự già là khổ, mà chúng ta cũng không thể nào không công nhận. Bà, sự đau khổ, nghĩ gì thân thể con người sanh ra cõi trần, có lớn già thì tất nhiên yếu đuối. Nếu đã yếu đuối, ăn ăn ngủ chẳng được điều hòa, thêm ngoài thì bốn mùa thay đổi, tám tiết xé dần. Do nên thân già yếu đuối, cảm những tà khí mà sanh ra bệnh tật. Ôi hệ thống huyễn giả này mang lấy bệnh tật rồi. Nào là cơn bệnh, cơn mê, tay chân nhức nhối, gan ruột quặn đau, phổi héo tim khô, da teo huyết cạn. Kẻ mang lao mang tội, phương đạm ho xỉu, người thì đuối cùi lõ lố, bại sự sinh tê, than thuốc chẳng ăn, thẩm quyền chẳng dạng, cầu sống chẳng đặng, cầu chết chẳng xong. Vậy thử hỏi khách trần gian, ai mà không muốn xa muốn tránh, mà nào ai được hỏi muốn tránh, tránh chẳng được, lại đa mang như còn khổ não về bệnh tật, bút nào mà tỏ ra cho hết. 4. Sự chết khổ. Vật chi mà sanh trong cõi trần gian, theo các công lệ tự nhiên, hễ có sanh ra thì có ngày tiêu diệt. Còn cái thân con người của ta đã do nơi tứ đại đất nước gió lửa mà hiệp thành, có bền chắc chi đâu mà tránh khỏi ngày tan rã. Tại sao mà gọi thân tứ đại hiệp thành? Xét rằng tuy là ta thấy có sự cấu tạo của cha mẹ mà thành thân của ta, nhưng mà cái thân này suy gẫm cho kỹ lại, thịt và xương cốt là chất đặc nên thuộc về đất, máu huyết chất lỏng nên thuộc về nước, hơi thở của ta thuộc về gió, sự ấm áp của ta thuộc về lửa. Nhờ bốn món ấy chung hợp lại mới thành xác thịt của ta. Nếu hễ đến ngày tàn hạ rồi thì xương thịt rã tan quần lại đất, máu huyết chảy ra quần lại nước, hơi thở dứt đi thì trở lại với gió, sự ấm áp dứt đi thì đó trở lại cái nóng của mặt trời. Như vậy, tại làm sao gọi rằng khổ? Vì lúc sống linh hồn nhờ xác thịt mà học hỏi, kinh nghiệm việc đời, sự sự tiếp vật, đeo đắm theo lợi lợi, danh danh, tài tài, sắc sắc, không có chịu tra cứu phân biệt cho rõ dạ chơn. Ý thức sai lầm, nhận không rằng có, nhận có rằng không, thấy tà nói chánh, gặp chánh tưởng tà, rồi cũng do sự sai lầm ấy mà nhận quyển thân này làm việc thân của mình, mà mãi lo o bế sửa sang, dồi mài cạo gọt, cưng nó dưỡng nó như tích trữ cơm tiền, dành để cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tiền thanh sắc cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở. Vẫn biết rằng ở trong đời ai cũng phải lo thân, nhưng mà người hiểu đạo biết rõ cái thân của mình là tạm mượn trong thời gian để học hỏi, nên lo vừa chừng chẳng có ích kỷ, vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ xác có cái khác. Còn người không hiểu đạo thì bo bo giữ nó bằng lỗi ích kỷ mê lầm, ấy là muốn cho nó được trường tồn kịp đến khi tử thần gõ cửa. Số vô thường đã tới, sanh ra muôn ngàn kinh hải, thần trí hôn mê rất chiếu mến cõi đời, cửa nhà con vợ mà không làm sao sống được nữa. Nên lúc ấy kẻ phùng mang trợn mắt, người chắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết. Xét coi lúc ấy khổ sở là dường nào. 5. Mưu cầu bắt đắc. 6. Biệt ly. 7. Quan tấn hội. 8. Lo ngại. Bạc liêu năm nhâm ngũ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
trong việc tu thân sự kiện. Sự lợi bái không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ độ giúp các người, mà trái lại Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Thiệt hành theo giáo lý của Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy. Ta hãy đem đức tin trong sạch mà thờ kính Phật, và hãy đem lòng thành mà hành động y theo lời phán dạy của Phật. Nếu ta cứ đem đức tin thờ phượng tôn giáo bằng cách sai lầm thì rất có hại cho đời mạng của ta. Như vậy chỉ tỏ ra một người rất mê tín, mặc dầu đạo của ta thờ là một đạo rất chánh đáng. Vậy đồng thời đức tin và lòng lành phải để cho nó đi cặp luôn luôn. Có đức tin, tin về thần quyền mà thiếu lòng lành thì rất dễ bị tà thần cám dỗ, bọn tăng đồ lợi dưỡng gạt lừa. Bởi những kẻ ấy thường bày ra cúng kiến để chuộc tội, hoặc bắt buộc ta thờ kính một cách phiền phức, làm cho lòng u tối của ta càng ngày càng u tối thêm. Còn có lòng lành mà thiếu đức tin vào công việc từ thiện của mình thì lòng lành ấy thường hay thối chuyển dậy. Vậy đồng thời với đức tin và lòng trí lành phải đi cặp luôn luôn. Có đức tin và lòng lành rồi thì dùng trí tuệ mình mà phán đoán cái đạo của ta đang học hay sẽ học một cách xác thực, tìm hiểu cho rõ ràng cái mục đích ấy. Như thế mới mong thoát khỏi tà kiến gạt gẫm ta đem đức tin, lòng lành cống hiến vào chỗ thấp hèn hay một ông thầy mê dốt. Người học đạo muốn mở mang trí huệ cần phải tìm phương pháp diệt cái vô minh tối tăm ngu muội. Muốn diệt cái vô minh trước phải điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ, đặng tự lập con đường rõ ràng duy nhất của mối đạo mình đang học, để lấy đó làm phương mục mà bài trừ những thành kiến, cố chấp, thói quen, sự trần trờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố, dèm xỉm, vua nịnh, ích kỷ tâm tư, sự gây gỗ, mê đắm trong bể dục tình và sự phiền não nó làm cho náo loạn cõi lòng. Nên bài trừ được đó rồi trí tuệ tắt mở mang dậy. Người có tâm nếu không tập suy gẫm cho mở trí thì hay dễ bị lừa gạt. Người có trí mà vô tâm thì hay xảo trá. Nên trí và tâm người học đạo cần tìm cách làm cho nó được phát triển cả hai, để lấy tâm làm chủ trì mọi việc, lấy trí mà phán xét mọi việc trước khi ta sắp đưa cho tâm chủ trì. Được như thế chắc chắn ta học đạo mau thành công đắc quả. Đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta cũng vội vàng theo đạo ấy, mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Cũng đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội vã lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật thế nào. Và tại sao phải thờ kính Đức Phật? Nếu tu như thế, thờ Phật như thế, thì càng tu, càng thờ bao nhiêu, càng tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Đó cũng là cái đích để cho người vô đạo nhắm đó mà bài bác, nhạo chê, quỷ bán. Và cũng rất ổn cho cái công trình thành kính lễ bái của ta vậy. Cho được tránh những điều ấy, trước khi thờ học đạo nào hay theo ông thầy nào, ta hãy suy gẫm phán đoán kỹ càng. Chừng hiểu biết rõ ràng, ta sẽ hành theo đạo ấy, thầy ấy. Chẳng được như vậy, dù mình theo đạo rất chánh đáng, ông thầy rất thông minh cũng chẳng có ích chi cho mình cả. Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổi tư tưởng xấu xa đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Bạc Liêu, năm Nhâm Ngũ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Những bài sáng tác
năm Ất Dậu 1945. Quấn lệnh: hỏi tất cả thiện nam tín nữ, ngày mà chúng ta chịu khổ dưới gót giày của người Pháp và bọn quan lại tham tàn đã vừa qua, kể từ nay tôn giáo của chúng ta sẽ được tự do truyền bá. Vậy tôi nhân cơ hội này tỏ cho các người được hiểu rằng đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, hoan hồng đại độ, tuy tình thế đổi thay chứ tấm lòng nhân chẳng đổi. Vậy hãy coi toàn dân cũng như anh em một nhà, mong họ liên kết với chúng ta để kiến thiết lại quê hương cùng nền đạo nghĩa. Những kẻ bạo tàn từ trước đến giờ nay đã ăn năn giác ngộ, thì hãy dĩ đức như dung tội trạng của họ để sau này quốc gia định đoạt. Còn mình chỉ khuyên họ trở lại đường lành, chứ chẳng nên làm điều gì thái quá mà động đến từ tâm của chư Phật. Mong các người hãy tuân theo huấn lệnh này. Sài Gòn, ngày 2 tháng 2 năm Ất Dậu 1945. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời tâm quyết: hỡi tất cả thiện nam tín nữ, trước khi các người quy y Phật pháp, ai ai cũng có lời nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, theo dõi mục đích từ bi bác ái của chư Phật. Thầy nhận thấy có nhiều người thành tâm làm điều phải, mà cũng có một ít kẻ tu hành giả dối, lợi dụng nền tôn giáo gạt lường bổn đạo mà lấy tiền để sống, hoặc nói nhiều điều mộng huyễn sai lạc sự tín ngưỡng chân chánh. Vì muốn giữ sự trật tự, sự yên tĩnh chung cho toàn thể, nên hôm nay thầy nhắc lại cho bổn đạo một lần nữa những điều sau đây để mọi người làm theo. Một, không ai được phép đến nhà thầy để thăm hay nói chuyện riêng về gia đình cá nhân, chỉ trừ khi nào vô cớ bị áp bức. Hai, không được chép bài vở nào của người khác để làm rối sự tín ngưỡng. Phải coi chừng những bài giả của bọn khác mạo nhận là của thầy, những giảng cấm dung trữ. Ba, không được bàn tán thời cuộc. Bốn, không được bàn tán về chính trị và làm việc nào nhỏ mọn có thể gây ác cảm với những người ngoại đạo. Năm, tôn trọng giới luật của đạo, ráng sửa mình cho trong sạch để gây phúc tốt cho linh hồn và xác thịt. Sáu, phải tố giác hành vi xấu xa của anh em đồng đạo cho người có nhiệm vụ và trí thức trong đạo, không được yếm ẩn hay vì tình riêng mà che chở. Bảy, nếu người nào không giữ được giới luật của đạo, tốt hơn là ra khỏi đạo, không có sự ép buộc phải ở trong đạo. Tám, người nào cờ bạc, rượu trà, làm điều xấu xa, nên biên tên họ đem cho mấy người có trách nhiệm, để những người ấy đem cho thầy, thầy sẽ trừng trị một cách thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Thời giờ này cần nhất mỗi người bổn đạo phải bình tĩnh, nhẫn nhục, không nên nghe lời suối biểu, làm điều phi pháp, tổn hại đến danh dự chung. Thầy mong rằng các thiện nam tín nữ thân yêu. Nam mô A Di Đà Phật. Gửi về cho bổn đạo. Tiếp đặng lời thăm viếng, ngỏ lời cảm ơn chung hết thiện nam tín nữ trẻ già, cầu chúc cho tất cả được sáng suốt và hát hái bước dẫn trên đường đạo hạnh thanh cao của Phật pháp. Ở trên này lúc nào thầy cũng vui vẻ, rất sung sướng mà làm hết phận sự của đạo đức. Chốn này là nơi để cho thầy tỏ giáo, cho hầu hết nhân sanh biết rằng chẳng hơn Phật giáo thì phải chịu những sự tan thương biến cải, và khuyên tín đồ chớ buồn lòng lo lắng,
vì ân trên định vậy thôi. Rồi ít lâu có ngày xâm hiệp, chớ chẳng hề chi cả. Về kính giảng, tốt hơn kỵ lượng, chẳng nên khoác lúc này. Về thuốc men cũng tùy theo tâm đạo mà chỉ vẽ thôi. Thời kỳ nghiêm trọng, chẳng nên làm theo ý cầu sinh của người. Tạm ngưng việc đó lại rồi sẽ cho. Bấy nhiêu lời cho nam nữ mừng lòng, không cần chi thi phú giống dài. Ý thề tốt hơn giữ lấy bề trong, còn bề ngoài thì để cho thầy yên tịnh, thì sẽ có nhiều điều may mắn đưa đến. Giờ chân xôi chuyện đất trời, lòng ta chỉ dốc độ đời mà thôi. Cõi lành mong đặng đắm chồi, chặt gìn Phật đạo đền bồi ơn xưa. Đừng thù kẻ nghịch thêm thường, mở lòng hà hải lọc lừa đàn ngay. Thế gian hiếm kẻ thanh tài, ra đời phải chịu ít ngày gian nan. Cố kiếm nghiệm biết đừng than, để cho trời Phật kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo. Chương trình được nối tiếp qua bài Đức Thầy gửi ông mời chú Đức Ông. Ngày Tết đến, nương mực viết thay lời trước kính bái tông đường, sau chúc mừng ông bà đặng muôn điều hạnh phúc. Sau đó có hai bài thơ, xin ông xem chơi cho rõ điều tâm sự. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ Quán, tháng Chạp năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Xuân đến chúc mừng tôi thúc ông đằng xa. Rằng sẽ được buổi trùng lai ra công khai qua vì nhân chúng, nhọc sức mở mang bởi cốt hài.
sanh đấng nam nhi toàn sự thế, sống làm hiền triết nghĩa gồm hai. Thuận hòa trăm họ đời an lạc, chừng ấy sẽ tiên thế dép dài. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, liên tục chương trình đánh bài tặng thi sĩ Việt Châu. Thi sĩ Việt Châu tức là ông Nguyễn Xuân Thiếp, mà hầu hết anh em tín đồ đều nghe danh là văn sĩ kim thi sĩ. Ông Việt Châu có viết một tập thơ xuất sắc nhan đề Long Mộng Gieo Tình, để kể lại đoạn tình duyên của Trọng Thị và Mỹ Châu. Trong khi cùng ngồi xe với Đức Thầy trên đường về Sài Gòn, ông có trao cho Đức Thầy xem tập thơ ấy. Đức Thầy liền ngâm hai câu thơ dưới đây để phê bình gián tiếp án văn kiệt tác ông Việt Châu. Mỹ Châu ơi, hỡi Mỹ Châu, mê chi thần chật để sầu cho cha. Liền đó Đức Thầy bảo ông Việt Châu thử làm thi tả cảnh ngồi trong xe trên đường về Sài Gòn. Thế ông Việt Châu nặng óc mãi mà không ra thơ. Đức Thầy liền ứng khẩu đọc bài dưới đây. Xe về chờ bảo làm thi, mãi nghĩ không ra. Vậy mà vừa chốn phồn qua, giảng danh thi sĩ hiểu là đại đó.
chồng ta bà thế giới sắc không một màu. Sài Gòn đến trong lầu đã chờ để quê nhau cửa mở xuống xe khuyến nồng chăm dứt mùa hè. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình được liên tục qua bài Nhẫn Đợi Thời Cơ. Vì có nhiều anh em bổn đạo phân dân về chỗ mùa hạ năm Quý Mùi 1943 đã qua mà chưa thấy có chuyện gì có thể cho là phù hợp với câu qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chi. Nên Đức Thầy có làm mấy bài thi dưới đây. Hầu tăng biết tâm
chẳng gần. Trời Phật thương người lo độ tận, muốn lo giải thoát phải tu thân thiện tinh, phải chuyên cần lục tự chi đà, giữ tư ân sáng nhận trong phòng dò khó nhận. Dạ thưa quan chức phẩm làm dân, làm dân ba nhận thì lương hiền, chữ nhận lời truyền Phật thanh tiên, gương trước hơn tầm hàng tinh nhận. Đà không khổ nhục hỏi ưu phiền, được nối tiếp qua bài gửi bác sĩ Cao Triều Lợi ngày 18 tháng 7 năm Nhâm Ngũ 1942. Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo viết bài gửi bác sĩ Cao Triều Lợi ở Bạc Liêu để cảm tạ bác sĩ đã chữa bệnh cho Đức Thầy mà không lấy tiền thuốc. Nhân đây, Ngài bày tỏ nỗi niềm vì sanh chúng của Ngài mà thành những cơn đau bất ngặt, cũng để đáp tạ tấm lòng chiếu cố của người ân, Ngài còn tâm sự và hứa hẹn ngày mai vì bổn phận. Xin mời chư thiện hữu xa gần cùng theo dõi để sớt chia phần nào của nỗi đau của Đức Tôn Sư. Kính mời chư quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Gửi ích hàng thăm ông bác sĩ, cầu chúc ông phước chỉ được lai tâm. Cuộc thế trần nhiều đoạn khó khăn, nên lôi kéo bằng tăng vào cảnh.
xuống Bạc Liêu chứa bao nhiêu đồ, bỗng ruột tầm quằn quằn sức Phật thương dân phổi héo gan xào, ngồi đi đứng nằm lăn lóc mài, cùng nhận được trần quan là khổ hài, dốc tầm đường phóng dài cho thân. Diệu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngang kiên tâm lầm bước tới. Hoàn cảnh chẳng gặp hồi lại thời, ẩn nhẫn hoài chờ đợi vẫn hành thông, để đem phô trí óc với gan lòng, đền đáp lại cuộc chờ trong ngoài ngõ. Cùng sắc thẹn bệnh đau dò dò, tuy thuốc dùng chẳng tuyệt được cơn đau, chớ ông đâu dễ quên nào, muốn đáp lại lấy chi mà đền đáp. Nếu ông có vui lòng dung nạp, tỏ dài hàng gọi đáp ân nhau, phần phước duyên nguyện để về sau, khi thông thà sẽ đến trao lời cảm ta. Cảm ơn ông tặng bần tăng khúc đoạn trường, những bên trầm nên chẳng mạnh nở cùng bách tính hơi còn dư. Lòng nào mà chẳng xót thương chung, bao giờ đạo pháp ta không đạt, quyết cứu sanh linh nơi cảnh nào đợi chờ dần tới sẽ tuôn mây về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình được liên tục qua bài Mượn cây đuốc huệ. Lượng sống đời ầm ĩ, tiếp nối đứa con người lặng hụp giữa dòng đời chơi vơi, đọa lạc, lắm nỗi chua chát khổ đau. Gẫm lại, kiếp con người trăm năm dành giật xé sâu, rồi cũng chẳng thoát khỏi cảnh mồ quang lạnh. Nên dùng trí huệ mà thắp lên ngọn đuốc, soi sáng nẻo vô minh, bước về đỉnh chân như chói lọi. Ân phụ mẫu cao dày, nghĩa quân thần sâu thẳm, ta hãy đền đáp cho tròn. Gắn sửa tâm phàm, dưỡng nuôi tánh thiện, cảnh tiên giới đang chờ ta. Hãy sớm dứt đi nợ duyên của trần thế. Kính mời chư quý vị nghe bài Mượn cây đuốc huệ. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán, tháng 12 năm Canh Thìn. Gọi là ông cùng
có muốn ai hồng